Anh review về phân bón hóa học và phân bón hữu cơ đi anh. Ok em, thì cái vấn đề này anh giải thích đơn giản như thế này để cho em hiểu nha. Đầu tiên đó là ví dụ như điền rau có hàm rau trên và hàm rau dưới. Như vậy thì các nhà hóa học sẽ vào phân tích đó là hàm rau trên thằng này được khoảng 1.000 cộng. Mỗi cộng nó kích thước nhiêu nhiêu gì đó, có những cộng dài cộng ngắn, bao nhiêu người ta ghi hết. Xong hàm rau dưới, hàm rau dưới thằng này 5.000 cộng, hàm rau dưới thằng này 5.000 cộng, có những cộng dài cộng ngắn cộng quăng gì đó, người ta đo kích thước và người ta tính độ xoăn hết của từng cộng và người ta ghi ra công thức. Rồi cuối cùng người ta làm một cái hàm rau y chang hàm rau thiệt của Điền Gâu luôn, và gọi là hàm rau Shopee gọi là hàm rau Shopee. Rồi như vậy thì có nghĩa đó là cái vấn đề cái gì, phân bón hóa học thì ví dụ như là cái công thức của đạm đó là gì, NH4 hai lần CO đó. Thì cái công thức NH4 hai lần CO đó, người ta làm sao mà ra công thức NH4 hai lần CO? Người ta kết hợp từ những nguyên tố hóa học và người ta ra được cái công thức đó là NH4 hai lần CO thì ra cái nguyên tố đạm đó. Rồi tới ví dụ như kali, kali thì em đang xài là gì, kali clorua hoặc là kali sunfat, thì người ta làm sao ra công thức đó là K2SO4 hoặc là KCl đó. Thì từ những nguyên tố hóa học, hoặc là từ cái DB là gì, DB là diammonium phosphate đó, thì người ta làm sao ra công thức diammonium phosphate thì thôi. Và cái công thức đó nó giống với công thức thực tế là nó giống tới 99,99%, có nghĩa là nó giống hoàn toàn, gần như là hoàn toàn so với bộ râu của Điền Râu đó. Thì đó là về phần hóa học. Thì về cái thiên hướng của hóa học thì đó là cái thiên hướng nó nghiêng về cái dùng những nguyên tố hóa học trên hệ thống tuần hoàn đó để người ta tổng hợp lên thành cái công thức đó. Không biết nó giải thích làm sao, em nó hơi đuối đó. Còn bây giờ cái phân hữu cơ, cái phân hữu cơ thì đa phần cái phân hữu cơ nó được chiết xuất và nó làm từ thiên nhiên đa phần nha, đó là đa phần luôn, từ thiên nhiên, và nó thân thiện với thiên nhiên và nó thân thiện với cây trồng, nó ít gây ngộ độc cho cây, là những yếu tố nó nghiêng về hữu cơ. Thì ví dụ như từ hữu cơ, ví dụ như là từ than bùn các kiểu, thì người ta tạo ra những nguyên tố ví dụ như là humic. Còn bây giờ không lẽ bây giờ người ta đem một tấn đất mùn, đất cái gì đó cằn cỗi, đất mùn gì đó, đất tốt gì đó, ta đem về ta trồng cây sao? Thì người ta phải chế lại thành cái dạng tinh khiết hơn là những dạng như humic ký hoặc là các kiểu. Rồi bây giờ anh sẽ chỉ cho em một cách làm sao để mà hòa hợp giữa hữu cơ và vô cơ đây. Đơn giản thôi, em cứ dùng công thức phân trộn đó là NPK kết hợp với bộ đôi hữu cơ của bên anh, là Super Humic 79 và cái Chicho Đẹp Ma nhân sâm Hàn Quốc của bên anh đó. Thì em kết hợp với cái bộ này vô cộng với NPK rải vô cây là thiên hạ vô địch, không có đối thủ. Và đặc biệt đây là bộ đôi nhập từ Hàn Quốc nha em, và hy vọng là anh giải thích dữ lắm rõ rồi đó, và em hy vọng là em nắm rõ hơn về vấn đề này. Ok, bye bye, chào em.